chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương Vị Tình Thân. Bộ phim Hương Vị Tình Thân, Trà Xanh sắp bị cho bà xoa xử đẹp, Phan còn đoán mẹ Thi sắp đến nhà thông gia, lập loạn. Trong bộ phim Hương Vị Tình Thân tập mới nhất, bà xoa đã nhờ ông Tấn điều tra Trà Xanh của Huy, hứa hẹn xử đẹp tiểu tam. Hương Vị Tình Thân phần 2 tập 37 lên sóng, thu hút sự chú ý của khán giả với hàng loạt tình tiết kịch tính. Trong tập này, cô ả Trà Xanh tên Dương đã lộ ra bộ mặt trơ trẽn, tỏ tình với Huy, dù biết rằng anh đã có gia đình. Dù không ưa Thi, nhưng rất nhiều khán giả cũng vô cùng ức chế với nhân vật tiểu tam này và cho rằng đã là Trà Xanh thì cần phải trị đến nơi đến chốn. Có lẽ ngày Trà Xanh bị trị cũng không xa xôi nữa khi Dũng nhanh chóng đánh hơi thấy hôn nhân của cô chị có biến. Lúc Dũng đem chuyện này kể với bà Sa, mẹ Thi đã nhờ ông Tấn điều tra Huy, đụng phải đôi Sa Tấn, Trà Xanh xem ra còn khổ hơn cặp cướp. Ngoài ra, ở đoạn credits phim Hương Vị Tình Thân từng xuất hiện cảnh bà Sa và Dũng hùng hổ tới nhà bà Dần. Cảnh quay này còn có sự góp mặt của bà Bích và Diệp. Nhiều fan còn đoán rằng đây là cảnh bà Sa tới hỏi tội Huy vì dám lén lén làm khổ con gái mình.